xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự và thế giới trong 24 giờ qua. Đoàn xe viện trợ thứ ba vào Gaza Mỹ nói chưa phải đốc thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Quân đội Israel chuẩn bị cho chiến dịch đa mặt trận từ trên không, trên bộ, trên biển. Nga tập trung hơn 400.000 lính trên lãnh thổ Ukraine Tình báo Ukraine tiết lộ về chiếc vali ông Putin mang sang Trung Quốc Lực lượng phòng vệ Ukraine tiêu diệt đoàn xe thiết giáp Nga theo hướng Avdivka Tên lửa Ukraine tấn công chính xác vào doanh trại Nga ở Donetsk Hàng chục lính cùng 6 sĩ quan cấp cao bị tiêu diệt và mở đầu sẽ là những thông tin chi tiết về tình hình chiến sự tại Trung Đông. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Đoàn xe viện trợ thứ ba vào Gaza Quý vị thân mến, vào ngày 23 tháng 10, tiếp tục có thêm một đoàn xe đi qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập, mang theo hàng hóa cứu trợ. Đây cũng là đoàn xe viện trợ thứ ba vào Gaza, kể từ ngày 21 tháng 10, trong khi hàng chục chiếc xe tải khác đang chờ đợi sẵn sàng để được thông quan. Tại cửa khẩu Rafah của Ai Cập, lối vào Gaza duy nhất tại thời điểm này, 20 chiếc xe tải chở đầy hạng viện trợ tiếp tục được thông quan trong đợt cứu trợ thứ ba, nâng tổng số xe được thông quan sau 3 ngày, lên con số 54. Tại các khu vực đông dân cư như thành phố Gaza hay Khan Younis, các nhu yếu phẩm bao gồm thực phẩm, nước, vật tư y tế vận dụng hàng ngày đã bắt đầu phân phát cho người dân. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu của tất cả người dân trong khu vực. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết 40 xe tải đã sẵn sàng để được thông quan bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, tổ chức này bày tỏ sự lo ngại khi số lượng xe được thông quan đã ít mà hàng viện trợ lại không bao gồm nhiên liệu. Mỹ, EU và Liên Hợp Quốc đã liên tục kêu gọi mở một hành lang nhân đạo tại khu vực này nhằm cung cấp lượng lớn viện trợ nhân đạo cho hơn 2 triệu người dân đang bị ảnh hưởng trong khu vực. Ước tính sẽ phải cần tới 100 xe tải mỗi ngày để đáp ứng được các nhu cầu cấp thiết ở Gaza. Mỹ nói chưa phải lúc thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tòa Bạch Ốc nói rằng, giờ chưa phải là lúc để nói về lệnh ngừng bắn ở Gaza, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas phóng thích toàn bộ con tin Phát biểu với CNN vào ngày 23 tháng 10, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết quan điểm của Washington là tất cả con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza phải được phóng thích trước khi nói về một lệnh ngừng bắn. Ông Kirby nhấn mạnh rằng, tôi nghĩ thông điệp gửi tới Hamas khá rõ ràng, thả tất cả con tin, đó phải là động thái đầu tiên. Chúng tôi không nói về lệnh ngừng bắn vào thời điểm này, trên thực tế, chúng tôi không cho rằng giờ là thời điểm cho một lệnh ngừng bắn. Israel có quyền tự vệ, họ vẫn còn nhiều việc phải làm để truy lùng các thủ lĩnh của Hamas. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ. Trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo họ có những thứ họ cần để tiếp tục cuộc chiến này. Trước đó, Tổng thống Joe Biden cũng kêu gọi Hamas phóng thích con tin trước khi nghĩ tới lệnh ngừng bắn giữa Israel và Gaza. Trong khi được phóng viên đặt câu hỏi liệu tòa Bạch Ốc có ủng hộ lệnh ngừng bắn để đổi lấy việc thả con tin hay là không, ông Biden nói rằng chúng ta nên có lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên sau đó ông đã sửa lại và nói rằng không phải lệnh ngừng bắn, con tin phải được thả trước đã, sau đó chúng ta có thể nói chuyện. Một quan chức cấp cao của Israel nói với CNN cuối tuần qua rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn ở Gaza và những nỗ lực nhân đạo không được phép ảnh hưởng đến sứ mệnh tiêu diệt Hamas. Michael Oren, cựu đại sứ Israel tại Mỹ, nói với CNN vào ngày 23 tháng 10 rằng, ngừng bắn, điều đó đơn giản có nghĩa là Hamas thắng, còn chúng tôi thua. Trong thông báo cập nhật vào ngày 23 tháng 10, Hamas khẳng định đã bắt giữ tổng cộng 222 con tin trong cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 vào Israel, trong đó có nhiều người nước ngoài. Tuần trước, Hamas đã phóng thích hai con tin là hai mẹ con người Mỹ với lý do nhân đạo. Đêm 23 tháng 10, lực lượng này, Hamas, phóng thích thêm hai con tin nữa. Lữ đoàn cảm tử Al-Qassam, cánh vũ trang chủ lực của Hamas, tuyên bố việc phóng thích con tin là vì lý do nhân đạo, thể theo yêu cầu của Ai Cập và Qatar. Theo truyền thông khu vực, hai con tin được phóng thích lần này cũng là nữ giới người Israel. Quân đội Israel chuẩn bị cho chiến dịch đa mặt trận từ trên không, trên bộ, trên biển. Quân đội Israel đang chuẩn bị cho một chiến dịch đa mặt trận nhằm vào Israel từ trên không, trên bộ và trên biển. Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galen cho biết trong một video đăng tải vào ngày 23 tháng 10. Theo Bộ Quốc phòng, ông Galen vừa có chuyến tham quan căn cứ hải quân Ashdod để đánh giá tình hình các hoạt động hải quân và thị sát các bờ biển ở biên giới phía nam của nước này cùng với tư lệnh hải quân David Solomon, ông ca ngợi các binh sĩ và chỉ huy vì đã ngăn chặn nhiều cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào Israel. Bộ trưởng ca nói rằng thông điệp của tôi gửi tới những người lính làm tốt lắm, các bạn rất xuất sắc, hãy tiếp tục chuẩn bị cho chiến dịch của chúng ta, nó sẽ đến sớm thôi. Chúng ta đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho bước tiếp theo cho một chiến dịch đa mặt trận trên không, trên bộ và trên biển. Hãy thực hiện nhiệm vụ của bạn. Hãy sẵn sàng. Chúng tôi sẽ cân mạng. Chỉ vài ngày sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10, Châu Aviv đã huy động khoảng 360.000 quân dự bị và bắt đầu vạch ra kế hoạch đưa quân vào giải Gaza. Mặc dù cho ông Gallen đã tuyên bố kế hoạch nhiều lần kể từ đó rằng lực lượng phòng vệ Israel đã sẵn sàng tiến hành chiến dịch, nhưng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Các nguồn tin quân sự Israel trước đó nói với tờ Times rằng thời tiết nhiều mây đang cản trở chiến dịch, trong khi các tờ báo khác đưa tin về nguy cơ Israel tổn thất lớn hoặc sự can thiệp của phong trào Hezbollah. Ngày thứ Sáu, Bloomberg đưa tin Mỹ và một số đồng minh châu Âu đang gây áp lực buộc Israel phải hoãn chiến dịch cho đến khi có thể đàm phán thả thêm con tin. Trong khi đó, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công giải Gaza trong hơn 2 tuần phát biểu trước các phóng viên vào ngày 21 tháng 10, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari nói rằng chiến dịch trên không sẽ được tăng cường trước chiến dịch trên bộ. Nga tập trung hơn 400.000 lính trên lãnh thổ Ukraine Nga đã tập trung hơn 400.000 binh lính trên lãnh thổ của Ukraine. Số lượng này chỉ đủ cho các chiến dịch trên một số khu vực nhất định của mặt trận điều này được đại diện của tổng cục tình báo bộ quốc phòng Ukraine Andriy Yusup tuyên bố trên kênh truyền hình Kiev. Ông Yusup giải thích rằng lực lượng đủ để thực hiện các hoạt động riêng lẻ tại các khu vực riêng lẻ của mặt trận và nhóm chiếm đóng của Ukraine trên các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng. Chúng tôi xin nhắc lại là hơn 400.000 quân đến nga và tất nhiên đây là một số lượng nhân sự đáng kể. Thưa quý vị, theo ông, trên lãnh thổ Ukraine còn có một lượng lớn vũ khí của kẻ thù, đồng thời vũ khí mới sẽ được kích hoạt lại và đưa ra mặt trận. Ông Yusuf lưu ý rằng, vì huy động quân vẫn tiếp tục ở Nga và kéo dài suốt mùa hè. Đại diện của Tổng cục Tình báo cho biết, chúng tôi không nói đến việc lặp đi lặp lại kịch bản đã xảy ra vào tháng 2 năm 2022, nhưng ở một số khu vực, vâng, kẻ thù sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện các hoạt động tấn công riêng lẻ. Tình báo Ukraine tiết lộ về chiếc vali ông Putin mang sang Trung Quốc. Trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin xuất hiện trước công chúng với cái gọi là vali hạt nhân. Đại diện cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, Andriy Yusov, cho biết những chiếc vali như vậy không gây ra mối đe dọa hạt nhân và người Ukraine không nên lo lắng. Ipresso đưa tin cho biết, theo ông Yusov, Tổng thống Putin mang theo những chiếc vali màu đen không phải vì dũng cảm Đại diện cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine nói rằng, Putin mang theo những chiếc vali khác nhau, không chỉ những chiếc vali hạt nhân. Và điều này có lẽ không phải vì ông ấy quá dũng cảm. Ông Yusuf nói thêm rằng, chính quyền Nga đã sử dụng tất cả các loại vũ khí có thể chống lại Ukraine, ngoài trừ vũ khí hạt nhân, vì vậy không cần phải lo lắng về điều này nữa. Ông cũng cho biết, trong bối cảnh này Ukraine không có lý do gì để lo lắng hơn nữa bởi vì toàn bộ loại vũ khí mà nhà nước khủng bố liên bang nga và chính phủ đức quốc xã có thể sử dụng đều đã được sử dụng theo ông yusup vì tống tiền hạt nhân không còn hiệu quả nữa đại diện cơ quan tình báo quốc phòng ukraine nhấn mạnh vũ khí hạt nhân trên khắp thế giới là vũ khí răng đe nghĩa là nó không phải để tấn công mà để ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài những nỗ lực của nga và những kẻ độc tài điên rồ của nước này nhằm biến vũ khí răng đe thành một loại mối đe dọa thực sự nào đó. Tất nhiên thế giới sẽ không chỉ xem điều này, nhưng tôi chắc chắn rằng họ cũng sẽ không dùng đến những trò chơi tống tiền rẻ tiền như vậy. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiêu diệt đoàn xe thiết giáp Nga theo hướng Avdiivka. Theo hướng Avdiivka, lực lượng phòng vệ đã phá hủy các xe bọc thép của Nga đang cố gắng tấn công các vị trí của Ukraine. Xe tăng, xe chở bộ binh xe bọc thép và nhân lực của quân xâm lược đều bị tấn công. Lực lượng phòng vệ Ukraine công bố đoạn phim ghi lại cảnh bộ giáp này bị phá hủy. Theo Bộ Tham mưu, các lực lượng vũ trang của Ukraine theo hướng Adepka, người Nga không từ bỏ nỗ lực bao vây Adepka. Kẻ thù đã tiến hành các hoạt động tấn công không thành công tại các khu vực Novo Kalinov, và Beromai Donetsk. Quân phòng thủ của Ukraine đang phòng thủ vững chắc và gây cho địch nhiều tổn thất về nhân lực và trang thiết bị. Lữ đoàn cơ giới số 110 của lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố đoạn phim ghi lại cảnh xe bọc thép của Nga bị phá hủy. Xa hơn trong trận chiến, họ cử các xe bọc thép đến hỗ trợ bộ binh, thiết giáp của quân xâm lược thường di chuyển theo cuộc khi tiếp cận tiền tuyến. Đoạn video của quân đội Ukraine ghi lại cảnh tiêu diệt xe tăng và xe chiến đấu bộ binh Nga chở lính trong khoang xe một số xe bọc thép btr 82 a dùng để hỗ trợ và đưa bộ binh Nga ra tiền tuyến cũng bị phá hủy. Pháo binh, súng cối và hệ thống chống tăng của Ukraine đang tích cực tấn công quân xâm lược. Máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất cũng được sử dụng để đánh bại thiết bị. Ngoài ra, quân đội Ukraine còn phá hủy hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A, của Nga. Tên lửa Ukraine tấn công chính xác vào doanh trại Nga ở Donetsk. Hàng chục lính cùng 6 sĩ quan cấp cao bị tiêu diệt. Tại Donetsk bị chiếm đóng, 73 kẻ thù đã bị tiêu diệt, trong đó có 6 sĩ quan của quân đội chiếm đóng. Kênh Telegram của Nga viết rằng, vào thứ Bảy ngày 21 tháng 10, pháo binh Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công có chủ đích vào căn cứ quân sự của quân xâm lược ở Donetsk trong khu vực Moto. Kết quả là thanh lý 73 người chiếm đóng. Kênh Ukraine 365 đưa tin cho biết, vào ngày 20 tháng 10, nhiều phương tiện truyền thông Ukraine đã đăng tải đoàn phim về đôi bị chiếm đóng trên Internet, trong đó người ta có thể nhìn thấy những tên lửa lao đến địa điểm một trong những căn cứ quân sự của những người chiếm đóng. Và chỉ đến ngày 22 tháng 10, thông tin này lần đầu tiên được giới tuyên truyền Nga xác nhận và bình luận. Quả thực, đã có một cú sốt, cũng như số lượng binh sĩ bị tiêu diệt trong lực lượng vũ trang Nga. Tuy nhiên, một số nhà tuyên truyền cho rằng địa điểm bị tấn công là doanh trại Nga, nơi những người được huy động đã chuyển đến chỉ hai ngày trước. Một người khác xác nhận rằng những người lính Nga vừa đến đây đang ở trong tòa nhà nơi diễn ra cuộc họp của các chỉ huy. Đó là lý do tại sao có nhiều sĩ quan Nga bị thiệt mạng ở đó. Con số được tiết lộ lên đến 6 người. Các nhà tuyên truyền Nga tin chắc rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công sau khi nhận được thông tin từ một trong những cư dân Donetsk đã báo cáo vị trí này. Đồng thời, giới tuyên truyền Nga cũng viết rằng thông tin này cần được xác nhận. Trước đó vào khoảng 2 giờ 30 chiều ngày 21 tháng 10, cư dân của vùng bị chiếm đóng ở Donetsk bắt đầu đăng tải trên Internet Đoạn phim ghi lại cảnh những tên lửa lao đến căn cứ quân sự của kẻ thù trong thành phố, nằm ở khu vực nhà nghỉ và gây ra một trong những cuộc tấn công đẫm máu đối với Nga trong tháng này. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.